họ bây giờ đã xa. Con người sẽ không bao giờ trở lại. Con người đã có một đời sống khác. Nhưng có lẽ họ cũng như tôi, những người đàn ông luôn chất nặng nỗi niềm của riêng mình. Toán tiền nhà. Bữa nay em đi đâu hả Tâm? Ở đây còn phòng, ở đây khó tìm lắm. Đây nè, giờ tôi đưa cho chú hai cái chìa khóa, tôi phải giữ lại anh chị à. Chú biết làm sao không? Cái này là phòng chống cháy nổ, với lại chú ở có một mình à. Lỡ rồi chú bệnh hoạn hay là chú chết ở trong đó rồi, chú biết làm sao? Không lẽ tôi phải phá cửa? Tôi là tôi tính nhiều lắm. Đây, đây của chú. Phải công nhận nha, cái phòng lâu ngày không dọn nó hôi ghê luôn á. Nè, nước thì xài định mức 200.000 tháng, còn điện thì xài nhiều tính nhiều nha. Để đi kiếm cái chổi giùm cho. Tâm ơi, cho tao mượn cái chổi coi. Hãy cho mượn cái chổi coi. Xong trả lại cho anh Tâm nghe. Mm-hmm.
chừng nào có tiền á, bà mua cho con cái kẹp con thích. Chờ gì nữa, quét nhà dọn cơm ăn đi. Thôi được rồi, mày làm gì làm đi, để tao quét cho. Chú lấy chổi hả? Xin lỗi, tôi chưa kịp trả. Cảm ơn nha. Tuệ ơi, ba đi đâu mà giờ này còn chưa thấy về nữa vậy? Ổng đi theo tiếng gọi tình yêu chứ đi đâu. Vậy thôi, mày để phần cơm cho ba đi. Để làm gì? Ổng đi luôn rồi. Cái gì? Bà ở đâu vậy? Mày tránh ra coi, mày vô duyên quá, tránh ra. Bà đâu vậy? Từ trước giờ bà có nói gì mà bà không làm đâu. Nè, đọc đi rồi biết. Nè, biết rồi. Ê, biết rồi còn nói làm gì? Tao lên coi với chủ quyền còn có ở nhà không, hay là ổng đem đi rồi. Xong rồi cố bẻ lại đụng nhẹ nó cũng quẹo nữa. Thank you.
Ba không thấy con đang lau nhà hay sao? Cô Hai ăn tàu hũ hả cô Hai? Tàu hũ đi cô Hai à. Ai tàu hũ không? Ông ba đi rồi. Trời đất, ông già này. Tôi thấy ông đi từ sáng, có chở theo bịch đồ nữa. Ê, ê, anh chị đó ơi. Nè anh ơi, ngày mai anh đừng ghé đây nữa nha. Tại ở đây tôi đủ người rồi. Nhưng mà lâu lâu á, ông cũng ghé qua đây chút xíu. Để khi nào thiếu người á, thì tôi sẽ kêu ông. Ha, thôi đi đi. Ê, tôi đây coi. Có lấy cái gì không ông nội? Bữa sau có lấy cái gì á thì nói tôi một tiếng nha. Lượm lên đi. Nói đi là đi thiệt vậy đó hả? Ủa, chứ bà tưởng tôi không dám hả? Ừ. Ông thiệt là. We'll be right back.
gói cho ông ly nè, cầm đi, tối về ăn cho nó khỏe. Hồi trưa tôi có đi ngang nhà ông mà ông thấy ông đâu hết á. Sao mà ông hỏi tôi ở đâu? Khu phố 8, phường 5. Mai bà có ghé tôi không? Ông thử ông lên trời coi, tôi có đi tìm ông không? Tôi quyết định đi bà. Không phải tôi dặn mấy đứa nhỏ làm cha làm mẹ mà, nhưng mà tôi thấy cuộc đời nó bạc bẽo quá. Thì nó lo cho ông chứ có bạc gì. Và thôi, miễn ông vui là được rồi. Đáng lẽ tụi nó phải hiểu tôi chứ, tôi từng tuổi này rồi còn ham hố cái gì nữa. Ông à, nước mắt chảy xuống mà ông. Thôi, lục thập thì nhĩ thuận, tôi hiểu ông là được rồi. À, nè, ông lấy số điện thoại của tôi đi, có gì đêm hôm gọi tôi. Hả? Bà cũng xài. Xài cái gì? Bán tàu hũ mà xài điện thoại di động không khéo người ta cười chết. Còn Thúy nó mua, nó biểu cất đi, có gì trên đường thì người ta gọi giùm. Trời đất, nó mua để cho người ta gọi bà hả? Số bà số mấy? Ông hỏi tôi bằng ông hỏi cái đồ gói ông cho chắc. Rồi, mai tôi gọi cho bà. Ôi, ông hay quá hen. Vậy là ông gọi tôi rồi đó hả ông? Tắt đi để tốn tiền tôi. Ông này, ông không mấy ngày mai. Sao? Mai ông Trời đất ơi, nói cái giọng bà mà nói điện thoại chắc tốn tiền chắc chết quá. Mai sao? Ông không mấy mai ông dạy tôi xài đi, rồi có gì tôi gọi cho ông. Ai vậy ông? Hàng xóm tôi đó. Chú ba chú ba hả? Chú ba cho con mượn cái chứng minh nhân dân để con làm cái giấy tạm trú cho chú. Vậy đó hả? Dạ. Nè. Dạ. Mai con gửi chú nha. Không sao, miễn tối nay không ai bắt tôi ra được rồi. Không có đâu, cảm ơn chú. Mẹ ơi, vậy cũng nè con.
ngu á thì cũng phải chừa chỗ cho người ta ngu nữa chứ. Tôi kêu ông á là đi qua lấy cái số chứng minh nhân dân về, chứ tôi kêu ông đem cái chứng minh nhân dân này về để tế mã nhà ông hả? Mày vừa phải thôi, chửi cái gì quá đáng rồi. Trời đất ơi, bữa nay lớn tiếng với tôi nữa hả? Hả? Có ngon á thì đi ra ngoài kiếm tiền mang về đây, nghe chưa? Ui, tốt, chuyện làm cũng không xong thì lấy cái gì á? Đi về ngủ. Điều kiện lụm đứa dép ra đây. Đi luôn đi nha. Bực mình ha. Chú Toàn đang đi làm sớm dữ ha. Sao nó âm trì dữ vậy trời. Chào chú. Ai soi không? Ai soi? Ai ngồi đây ngủ vậy nè? Tôi nóng hổi đây. Trời đất ơi. Chú chịu. Chú chịu. Ừ. Sao ngồi đây ngủ vậy nè? Chào Phật. Chú ba. Tại tối hôm qua con nhậu quá, không về tới nhà nổi luôn, nên nằm đây ngủ. Ý sức vậy không có được đâu nghe. Dạ. Lần sau về kêu cửa thêm không mở thì vô ngủ với tôi. Dạ. Chứ ngộ kiểu này nó nhập gió là chết chứ không phải chơi đâu nghe. Dạ con biết rồi chú ba. Chú ba hôm nay dậy sớm dữ hả? Quen rồi. Dạ. Dạ lại lớn tuổi ngủ có được bao nhiêu đâu. Chú ba. Ừ? Hôm mấy hai chú cháu mình ra quán làm ly cà phê đi rồi về ha. Thôi cảm ơn chú, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Dạ. Vậy thôi con đi về nhà con chứ không hồi con vợ con nó chửi chết. Ừ. Có vợ giữ cũng khổ. Thank you.
ông anh đi kiếm nhà trọ hả? Cô là... Dạ, tự giới thiệu, tôi là chủ của cái dãy nhà trọ này. Trời ơi, tôi nói ông anh nghe, ông anh đó là may mắn như lắm á. Chứ ở đây khó mà đi kiếm được phòng trọ lắm nha. Phiền cô cho tôi đi coi phòng được không? Dạ được, mời ông anh tự nhiên đi theo tôi. Xe cứ để nó đi không sao hết. Đi qua đây. Đi theo tôi nè. Đây. Đó, phòng của anh là ở đây à. Nè, phòng đó là có hai chìa. Anh giữ chìa, tôi giữ chìa. Mà anh biết sao không? Tôi giữ chìa là tại vì lỡ nửa đêm nửa hôm mà anh có tụi cái áp á, thì tôi còn có chìa khóa mà tôi mở cửa phòng vô tôi cấp cứu cho anh. Chứ nếu không tôi không có chìa khóa, tôi phá cửa nhà tôi, hư cửa nhà tôi không có thích. Hồi nào giờ có biết xô rác không? Xô rác là cái xô đựng rác thôi chứ đâu có gì đâu phải biết. Là tôi nói một người có tên là Socrat. Ông biết cha đó. Con người ta có hai cái tay và một cái miệng. Rồi. Không phải tự nhiên ông trời cũng cho anh ta như vậy đâu. Đúng rồi. Ờ, ý là ông nhắc nhở là người ta nên nghe nhiều hơn là nói. Ủa nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu. Vậy thôi. Đi, đi vô coi nhà đi, tôi đi mượn cái chổi. Ghê. Tâm Tâm, cho tôi mượn cái chổi coi. Nè, muộn hoài. Mượn cái chổi mà cái mặt nhiệt mền. Chắc là chả lại làm gì nhỏ nữa rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt ở trên đời trời đất con mình trai như chả. Khổ ghê luôn. Gì? Bao nhiêu một tháng vậy chị? Con 1,5 triệu à. Được rồi, chiều nay tôi dọn đến luôn ha. Vậy chiều nay anh dọn qua ha. Xong cái chiều nay tôi đưa cho anh cái mẫu hợp đồng mà luật sư soạn sẵn hẳn hoi cho anh ký luôn. Luật sư? Đúng rồi, cho mướn nhà chuyên nghiệp là phải có luật sư hẳn hoi. Ờ, hay đó. Thôi tôi đi ha. Cảm ơn anh. Con Thẹo, con Thẹo. Trời. Ông bỏ cha cái bao đó đi. Ông đi đâu cũng kè kè theo cái bao, giống như ăn trộm bỏ mẹ vậy đó. Bây giờ ông chờ ở đây, tôi vô có một chuyện chút, ra đi liền, nghe không? Ông bỏ cha cái bao đó đi, đi đâu cũng kè kè theo cái bao, giống như ăn trộm bỏ mẹ vậy đó. Ngồi xuống. Chữ không? Chữ thì không biết, mà ăn trộm thì biết. Lần này làm hồ sơ tôi cho ông đi múc mùa luôn. Nè, đi thôi.
Bà này bà làm cái gì vậy không biết. Chờ tôi chút. Ê, chờ xíu nha. Dạ. Vậy biểu thì nói đi. Biểu cái gì? Đi đâu à? Cà phê. Hay quá ha, hay quá ha. Không có đâu ha, tiền đổ sang dư nãy đâu. Thôi mà, khách khứa ở đây. Đây. Dắt xe vô. Gì vậy, uống cà phê mau. Quá đáng lắm. Dạ, mời ông anh. Dạ. Dạ mời. Tà hữu không? Alo. Ai? Ông hả? Trời đất ơi. Bà làm ơn bà bắt máy giùm tôi được không? Bà đang ở đâu vậy? Đang bán chứ ở đâu. Tôi sợ ông tốn tiền. Nghe là biết ông với ông Thúy rồi. Không ông thiện Thúy chứ đâu. Vậy thôi bắt máy làm gì? Thì người ta gọi thì bà phải bắt máy. Chứ sắm cái điện thoại để làm gì? Chưa ghé nhà tôi ăn cơm nha. Biết rồi. Biết rồi, chưa khỏi chắc nữa nha. Ông mà, tôi đã nói với con Thúy là nó sắm cái điện thoại là để có chuyện gì rồi nhờ người ta gọi giùm. Mà thôi, tốn tiền lắm mà nghe. Thôi hen. Cháu. Ông ba mới vừa gọi nè. Tôi biết. Ba tôi đi mấy bữa nay không có về nhà. Tụi tôi còn không biết ổng ở đâu nữa. Mà gì thì rành sáu câu luôn ha. Dì cũng chưa tới cho ổng. Định bán hết tàu hũ rồi xong mới ghé. Mà ế quá không biết làm sao nữa. Nếu mà dì cứ gặp ổng đó, làm ơn nói giùm. Ngày mai đám giỗ của mẹ tôi. Coi bộ không có khá giả gì mà đồ đạc nhiều dữ ha. Thì toàn là sách với từ điển không mà chứ có gì đâu chị. Sách với từ điển hả? Trời ơi, ba cái thứ này mua thì mắc mà bán với chai không có được nhiêu hết trơn á. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, ông chịu nhà tôi kìa, tôi la cho mấy chập rồi mới chịu bỏ đó. Dù gì ha. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về. Đi đâu? Giờ này đâu có ai ở đây đâu, vô đây bán. Dạ tôi đâu có mua bán gì. Hết rồi cô hai.
Trời ơi, cái này là thuộc dạng rảnh nè. Trưa nắng vô đây chơi hả? Dạ, không có. Tôi tới tìm ông ba. Ông mới tới đây thuê nhà cách đây một hai bữa gì đó. Phải không cô? Cô biết không cô? Dạ. Ông ba ơi. Ông ba. Ông ba ơi. Mấy anh tới chở tủ hả? Dạ đúng rồi chị. Dẫn mấy ảnh vô đi. Dạ. Đi bốc vác chứ đâu phải đi mua vàng đâu. Cha đứng nhìn chằm chằm ở trong đó, người ta tưởng đâu ăn trộm là chết nữa đó. Nè, ông mà nói chuyện ăn trộm tôi lần nữa, ông có chừng á. Trời ơi, vợ. Ôi, trời ơi, chết rồi, sao vậy? Ngồi xuống đây coi. Sao vậy nè? Hả? Em chóng mặt, tự nhiên chóng mặt kinh khủng luôn. Rồi cái em lão đảo em đập đầu vô tường nào em không hay luôn. Thôi chết rồi, không ổn rồi. Đi. Bây giờ ngồi đây. Tôi lấy xe tôi chở vợ đi liền. Phải đi kiểm tra liền. Tôi chuẩn bị tôi huyết áp, cái này nguy hiểm lắm á. Không sao á, em không sao trơn á. Không sao là không sao, mấy cái này nguy hiểm lắm á. Trời ơi, lỡ có chuyện gì thì trời sao? Ơi, đã nói không sao là không sao mà. Tôi lo tôi mới nói vậy thôi. Không chịu thì muốn làm gì làm. Mệt. Ê, giận hả? Cái này là cố tình. Để rồi coi